Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Đài Phát thanh Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình gồm có những thông tin đáng chú ý sau. Bến Lức triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp phòng chống sốt xuất huyết và virus Zika. Ban chỉ đạo tỉnh Long An kiểm tra việc thực hiện quyết định số 81 của chính phủ tại huyện Tân Hưng. Sau đó là phần tin trong nước và thế giới Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Ngay sau khi ca nhiễm virus Zika đầu tiên trên địa bàn quyền Bến Lức được công bố, công tác đáp ứng dịch của ngành y tế tỉnh Long An nói chung, ngành y tế quyền Bến Lức nói riêng đã được nâng lên mức độ 2. Bệnh viện đa khoa quận Bến Lức cùng các cơ sở y tế cũng trong tình thế sẵn sàng thu chung tiếp nhận và điều trị các trường hợp nhiễm virus. Theo ghi nhận, hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn cũng đang ở mức cao, với 158 trường hợp mắc bệnh, trung bình mỗi tuần có từ 5 đến 10 người mắc. Trong khi triệu chứng người nhiễm virus Zika rất giống với bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nên cần phải cảnh giác cao độ. Trước mắt ngành y tế quyền đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tích cực diệt bò gậy nhằm ngăn chặn mầm mống trung gian truyền virus Zika. Trung tâm y tế quyền cũng tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở phát hiện sớm những triệu chứng và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả những trường hợp nghi nhiễm để tầm soát phát hiện sớm nhằm khoanh vùng dịch triển khai đợt truyền thông để người dân nhận thức được và tạo chuẩn biến từ nhận thức mối nguy cơ biến thành hành động phòng chống dịch bệnh cho mình và cho cộng đồng. Ngành y tế cũng triển khai việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tăng cường quá trình theo dõi và chăm sóc thai nghén để có biện pháp xử lý kịp thời. Ông Nguyễn Thanh Xuân, trưởng phòng y tế quyền Bến Lức cho biết. Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh Long An và quyền Bến Lức cũng đã khẩn trương, uh, họp khẩn cấp, triển khai các cái giải pháp khoanh dùng, xử lý toàn bộ khu vực có liên quan à, để hạn chế thấp nhất cái việc lan rộng ra cộng đồng mà chủ yếu là việc lăng quăng phòng chống mũi đốt đồng thời tiếp tục công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân yên tâm à, cũng như bệnh sốt xuất huyết bệnh zika cho đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như là thuốc phòng đúng là zika có liên quan đến tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh tuy vậy không phải tất cả các trường hợp đều nhiễm virus zika đều gây lên tật đầu nhỏ hơn thế nữa căn bệnh này lây qua mũi bằng, không phải trực tiếp qua không khí qua thức ăn và nước uống vì vậy không đi mũi đốt là tránh được bệnh Zika bên cạnh đó ngành y tế cũng khuyến cáo người dân nên áp dụng các biện pháp phòng chống mũi đốt chủ động diệt mũi và bò gậy lăng quăng cụ thể phòng mũi đốt bằng cách ngủ mùng mặc quần áo kể cả ban ngày dùng kem xua mũi hương mũi diệt mũi dùng chợt bắt mũi xịt quá chất diệt mũi tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun quá chất phòng chống dịch thu dọn các vật dụng, lật ấp dụng cụ không chứa nước, thay nước bình qua, bình bông, bỏ muối hoặc dầu vào bát để kê chân chạng. Người đi đến từ dùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo và được khám tư vấn điều trị. Người đang sinh sống ở dùng có dịch bệnh hoặc đi đến về từ dùng dịch do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe để phòng lây truyền virus Zika. Những người có biểu hiện bệnh như sốt phát ban, đau nhức cơ, khớp, đau mắt đỏ nên đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn, khám chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bà Trần Thị Thúy Nga, ấp 5 xã Thành Đức, huyện Bến Lức nói: À, trước tiên thì mình phải phòng chống bằng cách là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi thông thoáng quần áo mình máng rồi mình giờ mình xếp lại cho gọn gàng đi tặng cho nó không có bị mũi rồi cái mình dùng giật mũi rồi nhang mũi rồi xịt mũi đó mình làm nhà cửa mình sạch sẽ đi thì trước tiên là mình mình phòng bệnh hơn chữa bệnh bệnh cho gia đình mình cho bản thân mình cho gia đình mình và cho hàng xóm rồi nói chung cho cả cộng đồng luôn Trước tình hình chuyển biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết và bệnh Zika, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bến Lức đã chỉ đạo ngành y tế tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh do virus Zika tại thị trấn Bến Lức nơi có ca nhiễm virus Zika, kịp thời phát hiện và xử lý ngăn chặn dịch bùng phát, tăng cường công tác giám sát vector truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, yêu cầu cấp ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền dẫn động người dân cùng tham gia phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng đoàn kiểm tra tỉnh do ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Long An, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện quyết định số 81 của chính phủ về việc phối hợp giữa các cơ quan và hội nông dân trong tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân trên địa bàn huyện. Thời gian qua, việc thực hiện quyết định 81 của chính phủ đã được lãnh đạo huyện cùng các ban ngành đoàn thể có liên quan phối hợp triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận các cấp hội nông dân trên địa bàn quyện phối hợp với các ngành chức năng tham gia tiếp công dân, đối thoại với nông dân, tham gia giải quyết tốt các vụ tranh chấp khiếu nại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cụ thể, trong năm 2016 đã tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo trong nhân dân được 121 vụ, đã hòa giải thành 106 vụ, còn tồn 15 vụ đang tiếp tục giải quyết. Ngoài ra, Ban chỉ đạo quyền còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên nông dân thông qua các hình thức như lồng ghép vào các cuộc họp buổi sinh hoạt nhóm tổ được 13 cuộc thu hút gần 400 lượt người dự. Mà khác, việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân thời gian qua luôn được chính quyền từ quyền đến cơ sở tạo mọi điều kiện để các cấp hội nông dân được tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Từ đó, kiến thức pháp luật của cán bộ hội viên được nâng lên. Vì thế, trong quá trình tham gia giải quyết, đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp cho nông dân, tạo được lòng tin của nông dân, giới đảng, nhà nước nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua tủ sách pháp luật trong những năm qua huyện cần chuột luôn quan tâm tăng cường thực hiện việc xây dựng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn hiện nay toàn quyện có 110 tủ sách pháp luật trong đó có 38 tủ sách cơ quan ban ngành quyện 72 tủ sách tại các xã thị trấn và trường học qua đó cung cấp thông tin pháp luật kịp thời đầy đủ cho cán bộ công chức nghiên cứu áp dụng vào hoạt động, nhất là công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời đây cũng chính là nơi để mọi người dân địa phương đến tìm hiểu, tra cứu thông tin pháp luật khi có nhu cầu. Mỗi tủ sách được trang bị đầy đủ đầu sách trên tất cả các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, khiếu nại tố cáo. Tủ sách pháp luật cũng thường xuyên được củng cố bổ sung hàng năm ngoài sự hỗ trợ từ Sở Tư pháp phòng tư pháp quyện và các xã thị trấn quan tâm bổ sung từ ngân sách đầu tư cho tủ sách ngoài ra phòng tư pháp còn nhận nguồn sách tờ rơi pháp luật từ các nguồn khác để cấp phát cho các xã thị trấn tổ hòa giải các câu lạc bộ phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Thời gian tới, cấp ủy chính quyền các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của việc xây dựng tủ sách pháp luật, đồng thời đầu tư nâng cao chất lượng để công tác quản lý khai thác sử dụng tủ sách pháp luật ngày càng hiệu quả. Với phương châm hướng về cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tân An luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của hội, Đặc biệt công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng hình ảnh người phụ nữ yêu nước, năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang được đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng. Qua công tác tuyên truyền vận động giúp chị em nâng cao kiến thức về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Trong công tác tuyên truyền, các cấp hội luôn chú trọng việc đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên truyền. Ngoài ra, các cấp hội còn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ phụ nữ và pháp luật ở xã phường, khu phố ấp thu hút hàng ngàn lượt chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt. Đặc biệt, hội phụ nữ xã phường duy trì thực hiện mô hình đọc sách giúp bạn, túi tài liệu tuyên truyền pháp luật, tủ sách phụ nữ. đến nay, 14 tủ sách có trên 2.500 đầu sách các loại, góp phần làm cho công tác tuyên truyền của hội ngày càng hiệu quả. nhằm chia sẻ phần nào khó khăn đối với các bậc phụ huynh và học sinh nghèo dùng sâu trong năm học 2016-2017, công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life Việt Nam đã trao tặng 15 xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của quyền Đức Huệ. Mỗi phần gồm 20 quyển tập và tiền mặt 200.000 đồng. Trong đó có hai em là nạn nhân chất độc da cam điều xin, được trao tặng mỗi em 10 kg gạo và tiền mặt 200.000 đồng. Những phần quà nghĩa tình được ông Trần Quang Dũng, trưởng phòng kinh doanh cấp cao của công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Pla Việt Nam trao tận tay các em, sẽ giúp các em có thêm động lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Dịp này, đại diện bộ phận kinh doanh công ty Daiichi Pla Việt Nam giới thiệu đến khách hàng trên địa bàn quyền Đức Huệ sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện, giải pháp bảo vệ tối ưu dành cho 88 bệnh hiểm nghèo. Gói sản phẩm này bao gồm 35 bệnh hiểm nghèo thể nhẹ và 53 bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng với mức phí hợp lý, phù hợp, giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo tài chính và có điều kiện bảo vệ sức khỏe của mình và những người trong gia đình. Ông Quỳnh Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Long An làm trưởng đoàn, phối hợp với Hội khuyến học huyện cùng trường Trung học phổ thông Thành Quá đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho em Lê Thiện Ngân Thảo ở áp Trại Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thành Quá. Đoàn đã trao số tiền trên 530 triệu đồng, trong đó có hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng hai sổ tiết kiệm cho gia đình để lo chi phí trong việc khám chữa bệnh cho em Thảo. Đây là số tiền do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Long An vận động trong toàn thể cán bộ viên chức ngành giáo dục, học sinh và các nhà hảo tâm đóng góp. Được biết em Lê Thị Ngân Thảo bị mắc chứng bệnh xoắn ruột dẫn đến hoại tử, chi phí phẫu thuật lại khá lớn. Gia đình em lại thuộc diện hộ nghèo nên việc chữa trị cho Thảo chỉ nhờ vào số tiền đóng góp ủng hộ của các nhà hảo tâm. Hy vọng rằng số tiền này sẽ giúp em có điều kiện để chữa bệnh, sớm phục hồi sức khỏe để tiếp tục với con đường học vấn, hoàn thành ước mơ của mình. Thưa quý vị thính giả, những ngày qua, nông dân trồng màu trên địa bàn huyện Cần Đức phấn khởi bởi các loại rau tăng giá liên tục. Nông dân bán ra có lãi cao, Tuy nhiên không ít nông dân tỏ vẻ tiếc nối vì các loại rau chưa đến thời điểm cho trái hoặc có hộ chưa xuống giống vụ rau mới do mưa nhiều trong hơn một tháng nay. Nếu như tại thời điểm này của năm trước, giá rau màu được nông dân cần nước bán cho thương lái và các điểm chợ đầu mối rất thấp, thậm chí nông dân trồng màu không có lãi hoặc lãi không cao, thì tại điểm này, lượng rau màu trong quyện lại không đủ để cung ứng cho thị trường. Mặc dù trong toàn quyện, diện tích trồng rau màu có trên 700 hectare, trạng này nhận thấy rõ nhất ở các xã có diện tích rau màu lớn của quyện như Phước Dân, Long Khê, Đông Trạch và Long Cang. Đối với nông dân nơi đây, cây màu được trồng quanh năm nhưng vào thời điểm mưa kéo dài, nông dân không thể bắt tay vào trồng trọ. Diện tích năng suất và sản lượng rau giảm mạnh và điều này cũng là một trong những nguyên nhân làm cho giá rau tăng cao đột biến. Hầu hết các diện tích trồng rau màu như cải xanh, mồng tơi, rau muống đều có giá cao gấp nhiều lần so với thời điểm trước đó tùy từng loại như trong muống từ 3.000 đồng lên 8.000 đến 10.000 đồng một ký, cải xanh từ 6.000 đồng lên 20 đến 23.000 đồng một ký, cải ngọt 15 đến 18.000 đồng một ký. Một số loại rau ăn trái cũng tăng giá khiến nông dân chuông mừng như dưa leo, bí giá trên 8.000 đồng một ký. Bà Trần Thị Ba, xã Long Sơn, huyện Cần Đức phát biểu. Ở trước đây 5.000 ký, rồi bây giờ thì nghe nói tăng lên là được 7-8.000 gì đó mà giờ tôi chưa có giờ tôi cũng đang nông thu hoạch mà chưa có chưa có dưa hiện tại thương lái đến tại hộ nông dân để đặt hàng nhưng lượng rau cung cấp không đủ một số hộ nông dân thấy giá rau cao mặc dù trồng chưa đủ ngày tháng thu hoạch nhưng cũng tranh thủ nhổ bán để kiếm lời rau bán được giá nông dân địa phương rất vui mừng nhưng cũng không kém phần lo lắng bởi hiện tại nhiều diện tích nông dân đang bắt tay vào vụ trồng mới tranh thủ chăm sóc rau để đến ngày thu hoạch do mưa nhiều trong những ngày qua cũng phần nào ảnh hưởng đến việc trồng và chăm sóc rau của nông dân. Trong khi đó, một số nông dân mặc dù nắm bắt nhu cầu hàng năm thời điểm hút hàng, nhưng năng suất trồng vẫn không cao. Ông Nguyễn Văn Cho, xã Long Sơn, huyện Cần Đức phát biểu. Hôm đó nay thì khu vực này mưa bão thì rất nhiều. Hôm nay cũng mấy đợt rồi mà đồ hồng bông đây vẫn bắt được. Cũng mà cải lúc đó là được 10 ngàn ký, hiện nay 14 ngàn mà bà con đã thu hoạch hết rồi mà giờ hiện nay bây giờ là cũng mong là có lần cải bán tiếp nữa mà giờ chưa, số cải hết chưa có bán được Việc rau màu tăng giá cũng giúp nhiều hộ nông dân duy trì và tăng diện tích trồng rau màu. Tuy nhiên, ngành chức năng cần có sự hỗ trợ nông dân trong việc cải tiến công nghệ sản xuất, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới nhằm hạn chế tình trạng trồng trọt lệ thuộc vào thiên nhiên, giúp nông dân an tâm sản xuất. Hiện nay, huyện Cần Đức đã và đang tập trung triển khai thực hiện sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao. Đây là điều kiện cần thiết để nâng cao giá trị nông sản của nông dân. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương thí điểm tăng cường phân cấp quỹ quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án thí điểm từng vấn đề, báo cáo Thủ tướng quyết định theo tinh thần nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền của chính phủ, Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng đề án gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, làm việc với các bộ ngành, báo cáo chính phủ để xin ý kiến của Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương phân cấp, ủy quyền quy định một số khoản thu, khoản chi, phí và lệ phí phù hợp, quy định hành vi xâm phạm trật tự an toàn dân minh đô thị phát sinh nhưng chưa được quy định là vi phạm hành chính và quy định mức xử phạt trình tự, thủ tục xử phạt thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố vì quyết định số lượng cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức thi nâng ngạch, chuyển xếp ngạch, chế độ đãi ngộ, hỗ trợ thu nhập phù hợp. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp quận huyện thực hiện việc kiểm định, thẩm định, phê duyệt phương án tháo dỡ nhà chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm. Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các bộ tài chính, xây dựng, nội vụ, công an, tư pháp và các bộ ngành liên quan xây dựng đề án phân cấp quỹ quyền cụ thể, báo cáo chính phủ, Thủ tướng chính phủ. Theo Time, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Rosen đã đến Manila và có cuộc gặp với Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yesay, trao đổi về các mối quan hệ song phương sau tuyên bố muốn rời xa Mỹ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong chuyến thăm Trung Quốc. Sau đó, ông Duterte lại có tuyên bố mềm mỏng hơn và khẳng định Mỹ vẫn là người bạn thân thiết của Philippines quý thính giả thân mến quý vị vừa theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh long an cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe mến chào tạm biệt